Của anh vui cả ngày luôn, không hề có cái chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới khi hai vợ chồng về nhà rồi á, đêm đó cũng mở iPad, mở cái chú đại bi nghe giống như là mọi ngày cho nó bình an. Nhưng mà đang nghe như vậy, tự nhiên cái iPad nó tắt nguồn mất tiêu, tự động vậy đó, mặc dù cái iPad vẫn còn pin rất là đầy luôn. Anh cũng tưởng đâu là cái iPad bị trục trặc gì không hà, nhưng mà khi lại mở thì mở nguồn hoài không có lên, cắm sạc cũng không có vô luôn. Rồi thì cũng thôi, hai vợ chồng ráng ăn cơm sớm sớm rồi tranh thủ lên ngủ sớm. Đêm đó đang ngủ say rất là say, tự nhiên thì anh cảm giác giống như là có ai nắm đầu của mình rồi tán thật là mạnh vô mặt của mình vậy đó, tán rất là nhiều mà đau điếng luôn nha. Khi mà anh thấy đau như vậy á, anh mới giật mình ngồi dậy. Khi mà anh ngồi dậy á, thì anh mới thấy vợ của anh đang ngồi một đống ngay chăn chỗ cái vách tường á, mà trên tay của chị vợ cầm theo một cái cây kéo mà cứ đâm thẳng vô tường vậy nè, cầm cái kéo đâm hoài vô tường, luôn miệng nói là mày tha cho tao đi, mày tha cho chồng tao đi, mày đừng có ám tao nữa. Mà anh nói lúc này á, chị vợ của anh la làng mà gào thét rất là lớn. Thành ra bên ngoài á, những người ở chung cái dãy trọ đó, người ta bu lại trước cửa phòng của anh rất là nhiều. Tại vì người ta không biết á là trong phòng của anh đang xảy ra cái vấn đề gì, người ta sợ có án mạng, cho nên người ta mới bu lại để mà coi. Lúc đó thì anh mới nhanh tay ẵm cái đứa con của mình lên, mở cửa phòng rồi nhờ những người ngoài đó người ta ẵm đứa bé giùm. Còn anh á thì anh chạy vô phòng để mà kìm vợ của mình lại. Nhưng mà lúc đó cũng rất là hên nha, hên đó là chị vợ này chỉ đâm cây kéo vô tường thôi, chứ nếu mà lúc anh đang ngủ á, chị vợ đâm vô người của anh á thì chắc tới giờ này anh cũng đã chết rồi. Ngay trong cái đêm đó, những cái người ở trong khu vực này người ta mới nói lại là trời ơi, cái nhà này hai vợ chồng mày á, tụi tao nói rồi mà hai vợ chồng mày không có nghe. Không có ai ở cái nhà này được quá một tháng đâu. Mà cái bà chủ trọ này á, bà cũng ác đức quá à. Cái phòng như vậy á, mà cứ để cho người ta mướn hoài, không có khóa lại. Rồi á, thì cái đêm đó nó cũng qua. Nhưng mà cho tới cái đêm thứ 17, là cái đêm cuối cùng trước khi mà hai vợ chồng chuẩn bị dọn ra khỏi cái nhà này á, đêm đó thì vợ của anh giống như là một cái người điên vậy đó. Tại vì vợ của anh á, xõa tóc dài vậy nè, mà cứ nói nhăn nói cuội y chang như một người khùng. Mà đau đớn hơn nữa đó là ngay trong đêm đó, chị vợ của anh đã đâm trúng anh hai nhát dao Thái Lan. Nếu như mà cứ để theo tự nhiên, theo bình thường thì anh đâu có bị vợ anh đâm đâu. Cũng chỉ vì anh nhớ lại cái lời dặn của những người xưa, người ta nói nếu như mà sợ sệt thì nên để cây dao thái trên đầu nằm. Quả thật như vậy, đêm đó tự nhiên anh đem cây dao anh để trên đầu nằm. Cũng chính vì như vậy mà anh bị vợ anh đâm hai nhát vào người. Trong cái buổi tối hôm đó, anh cũng làm theo cái lời dặn của mọi người, anh mới đem cây dao thái nhét ở dưới gối của vợ mình. Đang nằm thao thức thì anh cứ nghe rụt rịch phía bên chỗ của vợ anh nằm. Lúc này tối hù hà, cho nên anh mới lờm cờm ngồi dậy mở cái đèn cho nó sáng lên, coi có cái gì. Mà trời ơi, mới vừa mở đèn lên thôi, anh thấy vợ mình đang ngồi mà cầm cái cây dao nè, đang chuẩn bị đâm vô người của anh rồi. Lúc đó anh rất là hoảng hồn, chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, cho nên anh mới kìm vợ của anh lại. Rồi thì hai vợ chồng mới giằng co qua lại. Cũng may là một hồi sau anh đã chụp được cái con dao. Nhưng mà lúc này vợ anh tự nhiên mạnh lên rất là mạnh, giống như là một cái lực sĩ vậy đó. Cho nên mặc dù anh đã chống cự được rồi, nhưng mà anh vẫn bị vợ anh đâm hai nhát vào người, một nhát vào cánh tay phải và một nhát vào cái chân trái của anh. Lúc đó vừa đau mà vừa hoảng, anh mới nhìn lại cái đứa con của mình, cho nên anh mới ôm cái đứa con chạy thật là nhanh ra cửa phòng rồi la làng lên cho mọi người người ta tới để mà giải cứu anh. Cuối cùng thì mọi người người ta cũng túa ra hỗ trợ và đã ẵm cái đứa con của anh ra ngoài an toàn. Tuy nhiên đồng thời lúc đó, chị vợ của anh giống như là một cái người bị dại vậy đó, giống như một cái người khùng. Rồi chị vợ của anh tự nhiên la làng la lửa, từ trong phòng chạy thẳng ra ngoài đường. Từ đó tới nay chị vợ của anh đã mất tích được 5 năm, không tìm thấy tung tích luôn. Thứ nhất là giờ đó còn rất là khuya, với lại lúc đó đó mọi người đang rất là nhốn nháo, rất là sợ hãi, sợ là chị sẽ xảy ra án mạng. Và chị tọt chạy ra ngoài cũng rất là nhanh, cho nên không có ai kịp để mà vây bắt chị lại cả. Và rồi cho tới nay, kể từ cái ngày mà hai vợ chồng anh ly tán cũng đã được 5 năm trời rồi. Mặc dù hai bên gia đình đã rất là cố gắng đi tìm, cũng có nhờ tới cơ quan công an luôn, nhưng mà tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Anh cam đoan đây là một cái câu chuyện có thật 100%.
Và tuy là cái câu chuyện của chúng ta nó đã kết thúc tại đây, nhưng mà cái hậu quả và cái sự đau đớn của anh cũng như gia đình anh á, nó vẫn kéo dài cho tới hiện tại. Tại vì vợ của anh á, vẫn chưa tìm thấy được đó mọi người. Cho nên sau khi mà Duy kể câu chuyện này với mọi người á, Duy cũng rất là hy vọng anh sẽ sớm tìm lại được người vợ của mình, cũng như là hy vọng chị vợ